Quý vị thân mến, mình là Tố Vi hoan hỷ chào đón quý vị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý vị, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã dự đoán rằng bước sang tuần mới có ba con giáp được trời Phật thương tình, các tinh soi chiếu, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng ngập két. Vậy ba con giáp đó là những con giáp nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực đỏ này? Thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ, bước sang tuần mới, có ba con giáp may mắn ngập trời, được thần tài gọi tên, cơ may cực đỏ. Chúng số độc đắc, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, trả sạch nợ nần, đôi đời giàu sang, tiền vàng ngập két. Quý vị thân mến, trong chúng ta thì chắc chắn ai cũng mong mình có một cuộc sống an nhàn, dư giả, đủ đầy, giàu sang, con cái thông minh, giỏi giang, khỏe mạnh và không phải lo nghĩ về tương lai có đúng không nào. Tuy nhiên, để đạt được những điều này không hề dễ dàng và có người sinh ra đã được trời phú cho tất cả mọi thứ, cuộc sống cứ êm đềm trôi. Nhưng đại đa số những người khác đều phải vật lộn kiếm sống, cố gắng ngày tên mới có thể chạm tay tới mong ước của mình. Thậm chí tôi biết, hiện tại có rất nhiều anh chị vẫn phải nai lưng ra đi làm mà vẫn chẳng có gì trong tay, có khi lại còn nợ chồng thêm nợ. Nhưng đôi khi những cơ hội có thể tình cờ xuất hiện và thay đổi tất cả. Đặc biệt trong tuần này, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 dương lịch, các bậc thầy tử vi học hàng đầu phương Đông tiết lộ, trong số 12 con giáp, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn, thần tài cưng chiều, ngọc hoàng mở kho vàng, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Những con giáp này phải vất vả suốt một thời gian dài, đây là thời điểm bạn được đền đáp xứng đáng thu hái trái ngọt đầy tay. Vậy đầu tuần tới, vận trình của những con giáp này sẽ biến động ra sao? Cơ hội nào đến với quý bạn trong tuần này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi khám phá ngay sau đây quý vị nhé! Đầu tiên, xin chúc mừng con giáp tuổi Tuất. Vận số của con giáp này thay đổi liên tục, tùy theo các mốc thời gian, sắp tới tuổi Tuất sẽ nhận được may mắn kéo dài, làm việc gì cũng thành công. Nếu như thời gian qua bạn đã sống trong sự sóng gió, dễ gặp vận đen, thì bước sang tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 tới ngày 28 tháng 5 dương lịch, âm lịch là ngày Canh Thìn, tháng Đinh Tị, năm Quý Mão, đến ngày Bính Tuất, tháng Đinh Tị, năm Quý Mão, tiết khí lập hạ. Bạn chính là con giáp đứng đầu trong danh sách ba con giáp đổi vận. Giàu có khó ai sánh bằng. Những người tuổi Tuất, từ đầu tuần tới cuối tuần, đều luôn giữ sự nghiêm túc, lạc quan. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn phải tìm cho mình sự an toàn. Điều này dẫn tới bản tính rất cẩn thận trước các vấn đề khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Số trong bất cứ tình huống hoàn cảnh nào, bản mệnh đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp thay vì tranh chấp. Những người này thường lựa chọn phương án có thể hòa thuận với mọi người và nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đám đông. Nhờ tính cách dĩ hòa vi quý lại giỏi giao tiếp nên tuổi Tuất tích lũy được nhiều mối quan hệ chất lượng. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, họ lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Vận thế của họ theo hướng chậm mà chắc, bắt đầu đi lên trông thấy trong tuần tới đây. Mặc dù nhiều thứ không quá hoàn hảo, thế nhưng họ có thể nở hoa muộn và khiến cuộc sống của họ suôn sẻ hơn. Vì vậy, mỗi ngày của họ đều thú vị lạ thường và ngày càng phong phú hơn. Tử vi tuổi Tuất tuần mới từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 trong tiết khí lập hạ. Lập hạ là tiết khí bắt đầu của mùa hè, đây là tiết khí đánh dấu sự chuyển bước từ xuân sang hè. Tiết lập hạ đánh dấu một mốc quan trọng trong sự thay đổi, vận động biến hóa khôn lường trong cuộc sống. Lúc này, dương khí phát triển đến cực vượng, âm khí tiêu mòn. Dương khí tượng trưng cho sự may mắn, tăng trưởng, cương trực, tính chất hoạt động mạnh, thông tuệ, sáng suốt, nóng tính, cấp bách, vội vã, hối thúc. Sang tuần mới, vận mệnh của người tuổi Tuất bắt đầu có nhiều khởi sắc mạnh mẽ. Tuần mới này là thời điểm để người tuổi Tuất đón thêm nhiều vận may tài lộc và có cơ chuyển biến tốt đẹp trong sự nghiệp. Vốn là người thông minh, khôn khéo, bản mệnh rất biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong nhiều trường hợp, trong các công việc lẫn cuộc sống. Nhờ đó, công việc của họ cũng thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao.
Nếu biết cách nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của người tuổi Tuất có thể lên nhanh như diều gặp gió trong tuần này. Bước sang tuần Mời, công việc của người tuổi Tuất khá thuận, thương quan gặp cát khí. Tuần này, người tuổi Tuất hoàn toàn thể hiện được tài hoa của mình trong công việc. Bạn không yên phận với hiện trạng mà muốn cải thiện cho nó tốt hơn nữa. Hiệu suất làm việc được cải thiện nhiều hơn, có thể thấy tuần này người tuổi Tuất tràn trề sự sống và năng lượng hơn rất nhiều. Người tuổi Tuất biết giữ bí mật, nhưng bạn cũng thích tìm hiểu bí mật của đồng nghiệp khác. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin ấy như một vũ khí và không thỏa mãn chừng nào chưa hạ gục được kẻ chơi xấu mình trong công việc. Vận tài lộc có thương quan vượng nên đem đến trí tuệ và sự giàu có hơn người. Người tuổi Tuất biết cách chọn cách giúp bạn tư duy phát huy tài năng của mình trong công việc. Công việc chính được đảm bảo thì thu nhập của bạn cũng hoàn toàn yên tâm. Bạn càng tự do trong tư duy thì năng lực kiếm tiền lại càng mạnh mẽ. Trong tuần tới, người tuổi Tuất bùng nổ tài lộc, thậm chí được cát tinh dìu dắt để vượt qua những thử thách, khó khăn phải đối mặt. Chỉ cần bạn luôn cố gắng và nghiêm túc thì công việc sẽ phát triển ổn định, đường thăng tiến về chức vụ và tài lộc luôn rộng mở. Với người làm công ăn lương, bạn được thưởng một khoản hậu hĩnh vì không ngại khó, không ngại khổ, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong suốt thời gian vừa qua. Sang tuần, bạn cũng nên tham gia vào các hoạt động xã hội để gặp gỡ những người mới, họ có thể giúp bạn khơi dậy nguồn cảm hứng. Với người làm ăn, nếu bạn có ý định đầu tư, hãy tin tưởng trực giác của mình. Ngoài ra, con giáp này cũng chú ý đến việc giao tiếp với mọi người, bởi có thể bạn sẽ quen được với một vài đối tác triển vọng. Cản trở duy nhất trên con đường của người này chính là sự tham vọng điên cuồng. Họ muốn làm quá nhiều thứ cùng một lúc và vì vậy họ tiêu hao năng lượng của mình. Nếu họ có thể phát huy điểm mạnh và tránh được điểm yếu, thì họ sẽ rất thành công. Mặc dù người tuổi Tuất có thể lường trước được hiểm nguy, nhưng sự đam mê các món hời có thể khiến họ đưa ra những nhận định sai lầm và thậm chí bị rơi vào cái bẫy. Đồng thời tham vọng điên cuồng đó có thể khiến họ bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, mất ngủ. Do đó, hãy học cách điều tiết cuộc sống để không bị quá tải mà vẫn đạt được những mục tiêu của mình. Tử vi tuổi Tuất tuần mới, từ 22 tháng 5 đến 28 tháng 5. Chuyện tình cảm khá thăng hoa, thần giáp thường quan thúc ép bản mệnh phải mày mò, sáng tạo không gian tạo cảm xúc mới cho nửa kia của mình. Người độc thân thì sôi nổi và giàu sức sống, khiến các mối quan hệ của mình vô cùng mạnh mẽ. Người tuổi Tuất có tính cách phóng khoáng, vui vẻ với mọi người xung quanh, bạn thích và giỏi giao thiệp nên đường tình duyên luôn rạng rỡ. Bạn thích kết bạn, thích hội hè, thích những nơi đông vui, náo nhiệt. Mặt sức khỏe của người tuổi Tuất nên tuân thủ luật dưỡng sinh ăn uống trong tiết khí lập hạ. Đông y cho rằng, thư nắng nóng là chủ khí lập hạ, là dương tà, tính thăng tán sẽ làm hao tổn khí và tân dịch. Thử tà xâm nhập vào cơ thể người tuổi Tuất, gây ra nhiều mồ hôi, làm tổn thương tân dịch, nếu không kịp thời bù đắp, thậm chí có thể làm hao tổn nguyên khí. Biểu hiện ra bên ngoài bằng các triệu chứng như mệt lả, khó thở, ngại nói, có khi đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh, say nóng, say nắng. Bởi vậy, trong mùa hạ, người tuổi Tuất nên chú trọng dùng nhiều đồ ăn, thức uống có tác dụng thanh nhiệt, giải thử, lợi niệu, trừ thấp như dưa hấu, mướp đắng, dưa chuột, bí đao, đậu xanh, đậu đen, cháo ngũ đậu, cháo ý dĩ, cháo đậu xanh, cháo biển đậu. Khai vận, con số may mắn là con số 1. Màu sắc may mắn là màu xanh nước biển và màu xanh da trời cùng màu lam. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Hợi. Ngày may mắn trong tuần là ngày thứ hai. Thưa anh chị tuổi Tuất, tôi biết khi nghe đến đây, sẽ có rất nhiều anh chị nảy sinh suy nghĩ rằng chẳng lẽ cứ tuổi Tuất là giàu có may mắn hết hay sao, không bao giờ có chuyện như vậy được. Bởi mỗi người, mỗi năm sinh khác nhau, nghiệp lực khác nhau, tử vi khoa học chỉ rõ. Trong số anh chị tuổi Tuất, chỉ có những anh chị tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, Nhâm Tuất sinh năm 1982 và Giáp Tuất sinh năm 1994 sẽ đón nhiều cơ hội đổi đời trong tuần tới. Cụ thể, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Người tuổi Canh Tuất đón cát khí vượng trong tuần này giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ, đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển khá tích cực, hứa hẹn những thành công đến bất ngờ sau quá trình nỗ lực bền bỉ của bạn từ trước. Con giáp may mắn tuần này đang đứng trước cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình, nhất là ở thời điểm đầu tuần, bạn hãy nhanh tay lên nhé, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ. Tuy nhiên, tuần này bạn có thể sẽ phải di chuyển đi lại khá nhiều để lo liệu, giải quyết công việc. Đừng quá lo lắng, đi xa cũng sẽ mang đến cho bạn không ít cơ hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tình hình tài chính có nhiều dấu hiệu cải thiện rõ rệt,
bởi các mối quan hệ xã hội rộng rãi giúp bạn tiếp xúc được với nhiều cơ hội, đầu tư, làm ăn triển vọng. Bạn càng chăm chỉ tích cực bao nhiêu thì số tiền lời lãi được hưởng càng nhiều bấy nhiêu. Trong tuần, tuy đào hoa không quá vượng nhưng chuyện tình cảm vẫn tiến triển bình ổn, bản mệnh không có điều gì phải muộn phiền. Người độc thân chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ thì hãy tập trung lo cho sự nghiệp và bản thân trước, trong khi người đã có gia đình thì hãy dành thêm nhiều thời gian để quan tâm tới người nhà mình. Giờ tốt từ 7 giờ tới 9 giờ sáng. Màu cát tường là màu đen và màu trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tỷ. Con số may mắn là 34, 98 và 22. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Cát thần che chở, nâng đỡ không ít cho công việc của người tuổi Nhâm Tuất trong tuần này. Khó khăn giảm bớt, áp lực không còn đè nặng, giúp bản mệnh lấy lại sự hăng hái để tiến về phía trước, dẹp bỏ mọi vật cản trở dưới chân mình. Bạn cứ tin rằng, cứ nỗ lực đi, rồi cũng sẽ gặt hái được những điều xứng đáng với bản thân. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực, gia vận hài hòa chính là điểm tựa vững vàng cho bản mệnh khi gặp phải những điều không ưng ý, rối ren trong công việc. Tất cả những gì bạn cố gắng cũng vì muốn đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thân, nên bạn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Tài chính trong tuần được nhiều cát tinh vây quanh, nên được khai thông, tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Cả chính tài và thiên tài đều góp mặt, việc chính, việc phụ mang tới thu nhập dồi dào, việc đầu tư buôn bán cũng nhanh chóng sinh lời. Người tuổi này nếu chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú, đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn lối làm ăn lâu dài. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tuần này là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn, song phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm tiền về dài dài. Tuy nhiên, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của bản thân. Không nên tập trung vào một việc gì đó quá mức, đến quên ăn quên ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi. Giờ tốt từ 21 giờ tới 23 giờ. Màu sắc cát tường là màu cà phê và màu xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Mão và tuổi Hợi. Con số may mắn là 56, 03 và 21. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất có vận trình ổn định, cân bằng, không gặp nhiều gian nan, thử thách. Ngay từ đầu tuần, công việc đã tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Hơn nữa, con giáp này lại biết cách giáp xếp thời gian, làm việc hiệu quả để phát huy được tài năng của mình hết mức có thể. Tuy nhiên, dù mọi việc có thuận lợi thế nào, thì bản mệnh cũng chớ nên chủ quan, đừng để những việc vốn đã tốt rồi lại xảy ra vấn đề. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn tuần này có nhiều điểm sáng, một số cặp đôi còn nhận được tin vui cưới xin bầu bí. Những ai đang độc thân nên cân nhắc nghiêm túc với đối phương đang qua lại, hãy nghiêm túc với người khác thì mới mong người khác nghiêm túc với mình. Còn nếu mang tâm lý vui chơi thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự. Bên cạnh đó, tuần này nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn nên dành thời gian quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân. Hãy giữ một cơ thể khỏe mạnh, có như vậy bạn mới có sức lực bắt tay vào công việc và tận hưởng cuộc sống. Giờ tốt từ 11 giờ tới 13 giờ. Màu sắc cát tường là màu xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Con số may mắn là 63, 24 và 80. Quý vị tuổi Tuất thân mến, trong đau khổ mà ta biết chấp nhận thì sẽ hết khổ. Đây là đạo lý cực kỳ quan trọng, nhưng không dễ gì để một người chấp nhận được số phận. Chỉ những ai tin vào luật nhân quả, hiểu rằng chỉ có những đau khổ đến với mình chính là quả báo từ những nghiệp xấu mình đã gieo trong quá khứ, thì mới can đảm chấp nhận những đau khổ mà mình đang phải đối diện. Hiểu vậy ta nên bình an trải nghiệm, nỗi khổ bỗng được hóa giải nhẹ nhàng bằng niềm tin nhân quả. Ví dụ, chúng ta có một số tiền dành dụm để chi tiêu cho gia đình, phần thì đóng học cho con, phần thì mua thực phẩm, phần đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền dự phòng, bỗng nhiên bị trộm lấy mất. Mất tên xôi tự nhiên cuộc sống của ta rối loạn hết lên, những dự định bị gián đoạn, cuộc sống gia đình bị đảo lộn, thiếu chỗ nọ, hụt chỗ kia. Tâm lý thường tình là ta phiền não, khổ đau, trách móc, giận hờn, tiếc rẻ. Nhưng nếu tin vào luật nhân quả, áp dụng được đạo lý trong lúc này, thì ta biết rằng, trong vô lượng kiếp chắc chắn thế nào mình cũng đã có những lỗi lầm, từng gây đau khổ, hoặc lấy mất của ai một số tài sản và đây là lúc mình phải trả quả báo. Hiểu như vậy, bỗng nhiên các phiền não, tiếc rẻ, khổ đau vơi đi gần hết.
Vấn đề còn lại là chấp nhận, ta chấp nhận gia đình mình ăn uống thiếu thốn một chút, những kế hoạch sẽ bị gián đoạn một chút, chấp nhận trả quả báo vậy mà lại nhẹ lòng. Việc chấp nhận được khổ đau cũng chính là một sức mạnh, người yếu đuối không chấp nhận nghịch cảnh thì càng lúc càng đau khổ, còn người mạnh mẽ chấp nhận thì ngay trước đó họ bước qua nỗi khổ, đó là đạo lý, là bí quyết sống ở trên đời. Vị trí số 2, xin chúc mừng con giáp tuổi Mão. Thực tế, mọi sự trên đời luôn có nhân rồi mới có quả. Cuộc sống của mỗi người thực ra có quan hệ trực tiếp với những gì họ đã làm, đã nỗ lực dựng xây suốt từ khi còn trẻ, càng về sau kết quả mới dần lộ rõ. Với những người đã làm hết sức mình, cố gắng hết sức mình, thì đây chính là giai đoạn để họ sống hạnh phúc và thảnh thơi, tận hưởng những trái ngọt sau bản thân ươm trồng vất vả bấy lâu nay. Người tuổi Mão rất dũng cảm, tính cách tích cực, luôn giữ thái độ lạc quan, nên dù tuổi tác tăng lên, họ vẫn giữ được trạng thái tốt, tư duy trẻ trung và năng động. Về bản chất, mèo thường khiến con mồi mất cảnh giác, bởi sự di chuyển nhẹ nhàng của mình, nó nhanh chóng tiếp cận con mồi. Khi thời cơ thích hợp đã đến, móng vuốt sắc nhọn sẽ là thứ vũ khí lợi hại để mèo tấn công và hạ gục đối thủ. Do đó, những người cầm tinh con mèo khi hành động cũng rất cẩn thận, bình tĩnh, không bao giờ tỏ ra nóng vội nao núng. Bản mệnh thường không quá vướng bận trong cuộc sống, dù gặp nhiều vấn đề vẫn bình tâm giải quyết từ từ, không nóng nảy, vội vàng, nên luôn có thể sớm ngày vượt qua những trở ngại trong quá trình phát triển sự nghiệp. Đến tuổi phù hợp họ có thể làm được những việc lớn và thành công rực rỡ. Đồng thời, người tuổi Mão dù sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước, họ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Nhờ giỏi tích lũy kinh nghiệm và vốn sống, những người thuộc con giáp này có thể hoàn thành các nhiệm vụ khác trong sự nghiệp và cuộc sống. Vận thế sẽ không xuống dốc ở độ tuổi trung niên mà ngày càng trở nên tốt hơn. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho rằng, con giáp may mắn nhất tuần này gọi tên người tuổi Mão. Công việc của bạn tiến triển rất tốt, đặc biệt là vào đầu tuần, quý nhân xuất hiện để hỗ trợ và tạo điều kiện để bản mệnh thể hiện năng lực của mình. Đồng thời, người này cũng định hướng giúp bạn bước đi tiếp theo để có thể thăng tiến cao hơn. Bản mệnh vẫn cần lấy chính tài làm chủ, tập trung vào công việc chính, không nên chân trong chân ngoài quá nhiều, việc như vậy cũng sẽ nửa vời, thu nhập không tăng lên là mấy. Tử vi tuổi Mão, tuần mới từ 22 tháng 5 đến 28 tháng 5, sự nghiệp thịnh vượng, bạn có quý nhân chính ấn che chở, mang tới trí thông minh tuyệt đỉnh, là người coi trọng danh dự, vinh hoa, nên tuần này người tuổi Mão khá chú trọng trong việc chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình. Có thể thấy ham muốn về quyền lực tăng cao khiến bạn làm việc tích cực hơn bình thường. Tuổi Mão là người có tính cách bướng bỉnh, hướng ngoại, giao lưu kết bạn nhiều và luôn nổi bật trước đám đông. Bạn giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình trong công việc. Vận tài lộc của người tuổi Mão được chính ấn che chở, có thể thấy khả năng tư duy phong phú đa dạng, giúp bạn nhanh nhẹn hơn trong việc kiếm tiền, năng lực tùy cơ ứng biến sẽ dễ dàng tính toán chi tiêu hay sử dụng đồng tiền của mình. Tuổi Mão thích vận động, không chịu ngồi yên một chỗ, nên vận tài lộc cũng biến chuyển liên tục. Tuy nhiên, bản tính chi tiêu hoang phí cũng khiến bạn thiếu tính toán, cân đối tài chính, nên thay đổi điều này. Trong tuần đào hoa vượng tạo ra không ít nhân duyên tốt, thúc đẩy các mối quan hệ xã giao. Vì mở rộng vòng tròn xã giao thiệp mà tuổi Mão kết thân với người tài giỏi, nhờ thế mà sẽ sàng tìm thấy mối làm ăn tốt, sáng tiếp tăng thêm thu nhập ngoài luồng. Tài lộc ở mức bình ổn, không có vấn đề nào khiến bạn quá lo lắng, một vài cơ hội đầu tư kinh doanh vẫn mang tới cho bạn nguồn lợi nhuận đều đặn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải đề phòng lừa đảo tránh đầu tư vì rủi ro cao. Có cát tinh bằng tới vận đào hoa khởi sắc tốt cho những ai còn độc thân trên hành trình tìm kiếm nửa kia của mình. Nhìn chung, tình cảm thắm sắc có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tiến tới trong tình yêu, đừng để những thứ hào nhoáng bên ngoài kiểm soát bản thân, đưa ra những lựa chọn sai lầm, kẻo sau này lại hối hận. Áp lực tinh thần lớn khiến tình trạng đau đầu hoặc mất ngủ thường xuyên diễn ra, cơ thể suy nhược, rất dễ bị đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ này xảy ra ở mọi lứa tuổi, vì thế không được chủ quan coi thường. Khai vận, con số may mắn là số 3 và số 4. Màu may mắn là màu xanh lá cây, xanh lá và xanh bộ đội. Quý nhân là tuổi Dần, tuổi Tuất và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mão. Ngày may mắn là thứ 3 và thứ 4. Thưa quý anh chị tuổi Mão, tuy cùng tuổi nhưng không phải anh chị nào cũng có được cơ may trời ban. Thầy tử vi chỉ rõ,
chỉ có duy nhất ba anh chị tuổi Mão có năm sinh âm lịch sau đây thì mới có cơ hội biết mệnh, được thần tài báo mộng, may mắn kéo về, hưởng trọn vinh hoa phú quý. Đầu tiên là tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão đón cát tinh thái âm trong vận trình tuần mới, báo hiệu nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa, đi đến đâu, làm gì cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nam mệnh thì gặp nhiều may mắn hơn, công việc trong tuần tiến triển khá tốt, tuy nhiên, nếu có việc gì quan trọng nên làm ngay từ đầu tuần, khi có chính quan che chở sẽ tốt hơn rất nhiều. Quý nhân của bạn cũng có thể là nam giới, vậy nên hãy chú ý hơn tới đối tượng như vậy trong công việc và cả cuộc sống bạn nhé. Tiền bạc có phần rủng rỉnh hơn trước và vận may sẽ rõ ràng nhất vào thời điểm giữa tuần, khi mà có cả chính tài và thiên tài cùng nhập mệnh. Những chú mèo cần phải chăm chỉ làm ăn, có thể mới không bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mình. Phương diện tình duyên cũng hứa hẹn những tín hiệu tích cực trong tuần này, dù giữa các cặp đôi vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Thế nhưng, cuối cùng người yêu nhau vẫn về bên nhau. Người độc thân thì cũng có mối duyên tình chống đỡ, báo hiệu một cuộc tình đẹp như mơ, nếu như bạn biết chủ động hơn. Giờ tốt từ 21 giờ tối tới 23 giờ đêm. Màu sắc cát tường là màu xanh lá cây và xanh lơ. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Tuất và tuổi Hợi. Con số may mắn là 43, 90 và 12. Thứ hai, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Trong tuần mới, người tuổi Ất Mão chịu tác động của dịch mã động tinh. Đây được coi là một tuần với nhiều biến động của con giáp này. Tuy nhiên, những biến động đó theo chiều hướng tốt hay xấu còn phụ thuộc vào cách đón nhận và xử lý vấn đề của bản mệnh. Khối lượng công việc tăng lên khá rõ, kèm theo đó là áp lực và trách nhiệm đặt lên vai. Tuy nhiên, bạn cũng không còn gì phải lo lắng quá nếu luôn làm việc một cách tập trung và hết mình. Hãy cứ tin vào năng lực và khả năng thích nghi linh hoạt của bản thân, bạn hoàn toàn có năng lực căng đáng trong mọi tình huống. Vận tài lộc được thương quan vượng địa che chở nên rất tốt. Bạn có được trí tuệ, tư duy phân tích tài chính nhạy bén, khả năng lĩnh hội cao nên sẽ tìm được cơ hội tốt trong tài lộc. Đồng thời, nó cũng đem lại ham muốn mạnh mẽ, giúp người tuổi Ất Mão mạnh bạo hơn trong các cuộc đầu tư tài chính và làm ăn. Bạn luôn công bằng, dứt khoát, làm việc công khai, đó mới là con đường đúng đắn để giành lấy tài vận. Bạn rất ghét kiểu tính toán trước sau để giành lấy lợi ích. Người tuổi Ất Mão nếu không muốn dựa vào nguồn thu nhập ổn định để tăng tài vận thì có thể đầu tư vào bất động sản. Chuyện tình cảm của các cặp đôi có dấu hiệu báo động, chủ yếu do xa mặt cách lòng, cả hai đều có lý do cho sự bận rộn của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không cần vun vén, quan tâm, chăm sóc nhau từ xa. Mối quan hệ không được thường xuyên xây đắp sẽ khó mà vững mạnh. Giờ tốt từ 13 giờ tới 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Dậu và tuổi Thân. Con số may mắn là 78, 45 và 32. Thứ ba, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Bước sang tuần mới, cát tinh thái dương mở ra cho người tuổi Đinh Mão những cơ hội thăng tiến rõ ràng trong sự nghiệp cá nhân. Quý nhân đang hỗ trợ và tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của mình, đồng thời thông qua đó, bạn cũng sẽ biết mình cần làm gì để tiến xa hơn. Tuy nhiên, lúc bình yên nhất cũng là lúc phải đề phòng dông bão ập tới, càng thành công bao nhiêu thì càng sẽ bị đe dọa bởi những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Giữa tuần là lúc hung vận có xu hướng tăng cao, bạn có thể bị đâm chọt, nói xấu sau lưng, khiến công việc và các kế hoạch có thể bị gián đoạn, hãy hết sức thận trọng. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội kiếm tiền, thì sẽ phải đợi tới thời điểm cuối tuần, đó là lúc các tài tinh hội tụ, mở ra rất nhiều cơ may làm giàu cho bản mệnh. Được cả thiên tài, chính tài và thực thần cũng nâng đỡ, những chú mèo có thu hoạch ngoài mong đợi, một vốn bốn lời, túi tiền vô cùng rủng rỉnh. Chuyện tình cảm của Đinh Mão trong tuần này khá bình lặng, người có đôi vẫn duy trì tình trạng như hiện tại, nhưng có phần nhạt nhẽo vì đôi bên không tạo được cảm giác hứng khởi và mới mẻ cho nhau. Trong khi đó, người độc thân cũng có cơ hội gặp được mối nhân duyên tốt, nhưng có vẻ bạn vẫn còn nhiều chần chừ và do dự. Giờ tốt từ 1 giờ tới 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu hồng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Thân. Con số may mắn là 75, 89 và 41. Quý vị tuổi Mão thân mến, đừng phàn nàn về những khó khăn mình đang đối mặt, đừng vương vấn những điều được mất trong quá khứ. Quên đi một số chuyện, bạn mới có thể làm những chuyện có ý nghĩa hơn, quên đi một số người, mới khiến mình yêu một người xứng đáng hơn. Càng lớn, bạn càng phát hiện ra,
Sự đáng chú ý chính là cách tốt nhất trên thế giới để bảo vệ bản thân. Quên đi phiền não mới có thể nhường chỗ cho những điều mới mẻ, quên đi thù hận mới có thể đặt ân tình ở trong lòng. Quên đi tổn thương mới không khiến nước mắt bạn ngập tràn, quên đi đau khổ mới có thể khiến ta hạnh phúc trở lại. Là một người đãng trí và chóng quên luôn nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, là một người rộng lượng, luôn giữ một trái tim nhân hậu. Vị trí số 3 trong ngày hôm nay, xin chúc mừng con giáp tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có tâm lý đặc biệt tốt, sống nhiệt tình và thẳng thắn. Họ thường không nhìn nhận vấn đề quá phức tạp trong cuộc sống mà giữ được thái độ lạc quan, đáng ngưỡng mộ. Có thể nắm bắt được khuôn mẫu, người này có ý chí mạnh mẽ như đàn ông, nhiệt tình, sống cảm. Khi làm việc thì luôn mạnh dạn nêu lên ý kiến, hành động dứt khoát, rõ ràng, họ luôn giữ chữ tín, đã nói là làm, không bao giờ hối hận. Bản mệnh có phúc tinh, có người che chở, nên gặp dữ hóa lành cộng thêm tài năng hơn người, lại dũng cảm, vì thế họ luôn có thể làm nên đại sự. Họ là điển hình của nhóm người sẽ ngày càng tiến bộ, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn khi còn trẻ tuổi. Để xôi tới tuổi trung niên, họ đã hoàn thiện bản thân, khi đó cuộc đời họ sẽ ngày càng thuận lợi hơn, càng đi thì càng bằng phẳng. Các vấn đề trong cuộc sống đều có thể giải quyết một cách tỉ mỉ, vì vậy người tuổi Tỵ có thể sẽ có sự nghiệp thăng tiến dần, gia đình cũng hạnh phúc, tài lộc hanh thông. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuần mới thông báo tin tốt lành và nhiều tin bất ngờ với tuổi Tỵ. Bản mệnh có thể đạt được những bước thăng tiến mới, khiến tiền lương, tiền thưởng tăng lên không ngừng. Khó khăn và thử thách mà bạn gặp phải trong khoảng thời gian này cũng chỉ là trở ngại mà bạn cần phải vượt qua để tiến tới mục tiêu đã định. Nhị hợp che chở, người tuổi Tỵ tìm ra phương hướng hợp lý để phát huy điểm mạnh của mình, nhờ vậy mà bạn có thể gây ấn tượng với cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến cho mình. Nhờ hợp tác tốt với đồng nghiệp và được mọi người giúp đỡ, bạn dễ dàng triển khai các ý tưởng của mình thành sự thật. Lãnh đạo chắc chắn không ngại ngần gì mà không thưởng cho bạn một khoản kha khá. Với người làm nghề buôn bán, làm chủ thì kinh doanh phát đạt, mang về lợi nhuận nhờ cả chính tài và thiên tài hỗ trợ. Chuyện làm ăn cũng phát triển khá suôn sẻ khi bạn phát hiện ra thị trường ngách có thể thử sức. Bạn không ngại là người dẫn đầu nên cũng thu về một khoản lợi nhuận nhiều hơn hẳn so với người khác. Hãy tiếp tục phát huy khả năng của mình bạn nhé. Tuần mới tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế bạn nên sắp xếp công việc sao cho hợp lý, như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp thuận lợi, kéo theo tình cảm và sức khỏe tiến triển tích cực, tươi sáng, bạn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người, dễ trở thành tâm điểm của đám đông. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là thay vì phấn khích cực độ và đi quá đường biên kế hoạch, thì nên tiếp tục kế hoạch một cách thật chu đáo và cẩn thận cho từng bước đi của chính mình. Các mục tiêu của bạn cần rõ ràng, nhất là khi trao đổi với cấp trên. Nếu làm tốt kế hoạch đã xây dựng thì bạn sẽ có cơ hội phát triển trong công việc, có thể là tăng lương hoặc nắm giữ một vị trí mới trong tháng tới đây. Ngoài ra, bạn cần cẩn thận trong cách ứng xử với đồng nghiệp, đặc biệt là khi bạn cần dành nhiều thời gian tương tác và làm việc nhóm hơn khi nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, đối tác, thành công của bạn sẽ đến nhanh hơn. Về mặt sức khỏe, hung tinh tác động khá mạnh tới phương diện sức khỏe, tuổi Tỵ nên chú trọng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, nên tranh thủ nghỉ ngơi. Tránh áp lực quá lớn về mặt tâm lý, chủ động chia sẻ, tham gia các hoạt động tập thể để giải tỏa áp lực, nâng cao đời sống tình cảm. Thưa quý anh, chị tuổi Tỵ anh chị có biết không, tuy cùng một con giáp nhưng ngày tháng năm sinh khác nhau nên vận số của mỗi người cũng khác nhau. Và trong tuần tới đây, trong số anh chị tuổi Tỵ có nhưng anh chị có năm sinh âm lịch sau đây sẽ hợp vía thần tài, chúng lớn phát tài, tiền đè ngạt thở. Đó là tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 tới ngày 28 tháng 5 là một tuần vô cùng xông xáo và quyết liệt của người tuổi Ất Tỵ. May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc. Cơ hội bạn đang nắm trong tay, rất ít người có được, do đó con giáp nói ít làm nhiều này nên tự tin nắm bắt ngay. Đừng chần chừ do dự kẻo thời cơ trôi qua mất, một chút mạo hiểm, một chút tham vọng, bản mệnh sẽ gặt hái được trái ngọt rực rỡ. Chỉ cần sự quyết tâm cao độ, dám nghĩ dám làm, thì tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Với người làm kinh tế, quý nhân luôn ở bên cạnh giúp sức cho bản mệnh, giới thiệu cho bạn cơ hội kiếm tiền. Hãy lựa chọn những hạng mục phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng triển khai. Bởi cuối năm là thời điểm mọi người mua bán nhộn nhịp, bạn cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá nếu biết đầu tư đúng chỗ. Tài lộc ngày càng tăng,
đa phần đến từ các nghề tay trái, các khoản thu phụ, thu nhập chính dường như vẫn chưa thay đổi điều gì, nhất là ở những người tuổi Ất Tỵ làm công ăn lương. Ngược lại, những người làm trò hoặc biết đầu tư lại có triển vọng tốt về dòng tiền thu nhập chính. Chuyện tình cảm đang dần có khởi sắc tốt đẹp, tuổi Ất Tỵ hãy quên đi những gì thuộc về quá khứ. Đừng sống mãi trong những yêu thương đã qua, con giáp này hãy mở lòng để đón nhận một người quan tâm đến mình. Với những ai đã có một mối quan hệ bền chặt hoặc đã kết hôn, tình cảm sẽ ngày càng thắm sắc, có thể đón tin vui về chuyện của con cái. Tuần tới sẽ có những lúc tinh thần căng thẳng, sinh ra mệt mỏi, đau đầu, lúc này cần dành thời gian để nghỉ ngơi thì tất cả sẽ ổn định trở lại. Đương sự cần đề phòng các điềm báo tai nạn bất ngờ, nhắc nhở bản mệnh cẩn trọng trong đi đứng, đồng thời sự tâm thái ổn định, bình tĩnh và sẵn sàng ứng phó với những chuyện sẽ xảy ra. Giờ tốt, từ 1 giờ tới 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu hồng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Thân. Con số may mắn là 66, 73 và 09. Thứ hai, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Người tuổi Đinh Tỵ thể hiện thái độ làm việc hăng say ngay từ đầu tuần, dưới sự thúc đẩy của Trinh Ấn và Thiên Ấn. Nhờ vậy, năng suất của bạn tạo ra không tồi chút nào. Cấp trên cũng đánh giá cao chất lượng công việc của bạn. Thời gian tới có thể cân nhắc trao thêm trọng trách cho bạn. Hãy trân trọng cơ hội này nhé. Dù vậy, bạn vẫn nên hết sức cẩn thận với hung tinh. Sẽ có những nguy cơ ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Làm việc tự tin là tốt, thế nhưng cũng chớ nên lý tưởng hóa mọi chuyện. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỏ ra khéo léo hơn trong cách giao tiếp để duy trì các mối quan hệ xã giao cần thiết cho công việc của mình. Đường tài lộc vô cùng hanh thông, nguồn thu nhập dù chính hay phụ của con giáp này đều đang trên đà tăng tiến. Giữa tuần chính là thời điểm tiền bạc ào ào đổ về như nước, mang đến bao niềm vui cho tuổi Đinh Tỵ. Nhân lúc này, bạn nên có kế hoạch cụ thể, tài chính hợp lý để dòng tiền được xa vào ổn định. Chính tài nâng đỡ, may mắn là phân sệt tài lộc của bản mệnh đang có những bước tiến triển đáng mừng. Con giáp này phát huy được điểm mạnh của mình, khiến đối tác làm ăn ấn tượng, quyết định ký kết hợp đồng về lâu về dài. Tuy nhiên, về chuyện tình cảm sẽ phải thất vọng khá nhiều, đặc biệt là người độc thân, dù bạn đã dành không ít thời gian và quan tâm để chinh phục đối phương. Nhưng có lẽ cũng là do duyên phận chưa tới, tình cảm trao đi vẫn chưa thể khiến trái tim người ấy rung động. Giờ tốt, từ 19 giờ tới 21 giờ tối. Màu sắc cát tường là màu tím và màu đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Mão và tuổi Dần. Con số may mắn là 86, 97 và 14. Và con giáp tuổi Tỵ may mắn cuối cùng, xin chúc mừng người tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Được Bách Việt hỗ trợ, nhân duyên tuổi Kỷ Tỵ vô cùng hài hòa và tốt đẹp. Trong tuần này, chuyện tình cảm như tiếp thêm sức mạnh để bản mệnh tự tin và có động lực theo đuổi lý tưởng của mình. Người độc thân cũng đón đào hoa nở rộ, tình cảm gửi trao có cơ hội được hồi đáp, mối quan hệ có cơ sở để tiến triển. Các mối quan hệ xã giao của Kỷ Tỵ cũng không gặp bất cứ khúc mắc nào, nhờ vậy, bạn có thể sẽ được sụp đổ hoặc ủng hộ trong mọi ý kiến mình đưa ra vào tuần này. Đường công danh sự nghiệp đang khá thuận lợi, nhìn chung, bạn không phải quá vất vả nhiều, nhưng vẫn đạt được những bước tiến mới đáng kể trong công việc. Mọi kế hoạch đều diễn ra đúng như dự kiến. Có thể cấp trên sẽ trao cho bạn thêm một vài cơ hội thể hiện năng lực. Nếu làm tốt thì sẽ được cất nhắc, nhưng cũng chính vì vậy mà sẽ có kẻ tiểu nhân ganh tị với bạn. Cứ phải cẩn thận, quan sát tỉ mỉ mọi người xung quanh Kỷ Tỵ nhé. Công việc suôn sẻ kéo theo tài lộc tăng tiến, giúp những chú rắn có thu nhập ổn định, không còn phải ngược xuôi lo cho cuộc sống. Hơn nữa bạn cũng biết tiết kiệm không mấy khi tiêu xài hoang phí nên cũng để dành được một khoản tích góp khá lớn. Thiên tài che chở người tuổi Kỷ Tỵ có vận trình tài lộc cực kỳ hanh thông, đặc biệt, những người này sẽ dành thời gian cho các công việc tay trái để có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao tương xứng đáng với công sức trong tuần này. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ, trúng lớn, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, trở nên tiêu xài lãng phí, kẻo cuối cùng cũng là của thiên trả địa. Giờ tốt, từ 21 giờ tối tới 23 giờ đêm. Màu sắc cát tường là màu nâu và màu xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, tuổi Mão và tuổi Ngọ. Con số may mắn là 46, 99 và 50. Quý vị tuổi Tỵ thân mến, Đức Phật có dạy rằng người sống có đức tự nhiên phước báo tìm đến, người có tâm nhan sắc tự nhiên đẹp. Dối trời, dối Phật, dối nhân sinh, đố ai dối được lương tâm của mình. Trốn trời, trốn nợ, trốn tình đồ, ai trốn được nghiệp mình đã gieo.
Nếu hôm nay bạn chọn đối xử tốt với người khác, thì ngày mai bạn sẽ nhận lại đầy đủ sự tử tế của cuộc đời. Nhân quả công bằng, chẳng mất đâu bạn ơi. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi của ba con giáp may mắn nhất, được thần tài gọi tên. Cơ may cực đỏ, nhận lộc trời ban, có cơ hội đổi đời, chuyển vận, tiền vàng ngập két trong tuần mới. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.